Đây là khách sạn Kiều Hoa nhá, khách sạn Number One ở đường Phan Huy Chú, Vũng Tàu đó. Cái này giá thì rẻ đúng không? Cũng một buổi chị ạ. Em ở tranh cá phong thủy bên phải. View bên phải nhìn vô nha. Bên trái. Siêu phẩm Trần Siêu Sáng. Mình quay đủ một vòng luôn. Cái mẫu này nó khoảng 10 mét vuông, chi phí rơi vào khoảng từ 12 đến 15 triệu tùy theo vùng miền. Mọi người view này một lần nữa này. Okay. Rồi, thank you.